Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ thánh lễ gọi ngày lễ hôm nay với cái tên đó là lễ tiệc ly. Lễ mà lại là lễ tiệc ly. Muốn nói đến bữa tiệc sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Và trong cái bữa tiệc ly hay là cái bữa ăn cuối cùng này, tất cả những hành động, những lời nói của Chúa Giêsu đều mang ý nghĩa của một bản di chúc. Bởi vì thường khi một người biết mình sắp chết thì những lời nói, những cử chỉ muốn dành cho người còn sống, người ở lại đều mang tính của một sự dặn dò chăn trối nào đó. Và thường đó đều là những điều quan trọng. Cha mẹ chăn trối lại cho con cháu những điều mà cha mẹ mong ước được con cháu thể hiện, đó là điều quan trọng. Trong bữa tiệc ly cuối cùng, Chúa Giêsu đã dạy, đã thực hành ba cái điều. Điều thứ nhất, đó là Ngài thiết lập chức linh mục.
Khi mà Chúa Giêsu cầm tấm bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, khi Ngài cầm chén rượu trao cho các môn đệ, Chúa đều nói rằng: các con hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống, và hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Không chỉ nhận lấy mà ăn, mà anh em hãy làm lại cái việc mà Thầy đang làm để nhớ đến Thầy. Và như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, để tuyên xưng Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Như thế thì việc Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục là do ý muốn tự do của Chúa. Và qua chức linh mục, Chúa Giêsu muốn ở với con người chúng ta. Và như sáng hôm nay, Đức Tổng Giám mục chia sẻ trong thánh lễ truyền dầu tại giáo xứ Phú Đa, Ngài có nói rằng chức linh mục được Chúa Giêsu thiết lập là để qua đó Chúa Giêsu muốn ban ơn cho những người tin, bởi vì linh mục là thừa tác viên của các bí tích. Linh mục là thừa các tác viên của các bí tích mà Chúa lại ban ơn qua các bí tích. Vì thế mà linh mục là những người quản lý kho tàng ơn thiêng của Chúa, để rồi phân phát đúng thời đúng buổi cho những người tin. Vì thế mà khi nói về chức linh mục, thì mẹ Teresa Calcutta đã nói rằng: ngay cả các thiên thần cũng phải ghen tị với chức linh mục, bởi vì các linh mục mời được Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ, mời được Chúa Giêsu hiện diện qua tấm bánh và ly rượu ở trên bàn thờ. Các thiên thần rất là sáng láng và tốt lành, thế nhưng mà không thể nhân danh ba ngôi để tha tội cho bất cứ ai. Còn các linh mục, mặc dù yếu đuối và bất toàn, thế nhưng lại có thể tha tội cho người ta nhân danh ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu để lại cho thế gian này chức linh mục, để qua chức linh mục và việc cử hành bí tích, Chúa ban ơn cho những người tin. Và Đức Tổng Giám mục có nói rằng: xin anh chị em giáo dân, các tu sĩ và chúng sinh cầu nguyện cho các linh mục, là bởi vì cầu nguyện cho linh mục là cầu nguyện cho chính mình. Quả đúng là như vậy. Khi mà hàng linh mục càng đạo đức, thánh thiện và tốt lành, thì rõ ràng cộng đoàn tín hữu ở những nơi đó sẽ được hưởng nhờ chính cái việc đó. Bởi vì chúng ta thường nhìn với cái nhìn của con người, và nhờ cái nhìn qua thể lý, cái nhìn mà chúng ta thường thấy với nhau sẽ giúp hoặc là khơi dậy về đời sống đạo đức, hoặc là làm cho đời sống đạo đức bị đi xuống. Các linh mục được ví là một Chúa Kitô khác. Có thể đây là một sự ví von nó hơi cao siêu, thế nhưng mà nhìn một cách đầy đủ qua chức linh mục thì lại không hề cao siêu hay là một cái gì đó nâng lên cho nó gọi là nói quá. Bởi vì khi mà các linh mục cử hành thì không cử hành với cái vai trò của mình, mà cử hành các bí tích với vai trò của Chúa Kitô, giảng dạy với tư cách của Chúa Kitô, làm các việc lãnh đạo với tư cách của Chúa Kitô. Nói như vậy không có nghĩa rằng các linh mục tự mình là những con người tài giỏi, đạo đức và tốt lành. Không có. Chúa chọn những con người mà Chúa muốn để Ngài gọi, Ngài đặt làm tông đồ, để Ngài đặt làm môn đệ, và để Ngài đặt làm linh mục hay giám mục.
Và khi mà Chúa chọn gọi thì Chúa không chọn gọi theo tiêu chuẩn của thế gian. Ngài không chọn gọi những con người tài giỏi, Ngài không chọn gọi những con người đạo đức tốt lành, nhưng Ngài lại chọn gọi những con người đầy khiếm khuyết và yếu đuối. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện qua chính sự yếu đuối. Ơn của Thiên Chúa được ban qua chính những điều xem ra có vẻ như là không có được tốt lành, để con người không tự phụ với khả năng của mình. Cho nên Thánh Phaolô Tông Đồ mới nói rằng: tôi có là gì thì đều do bởi ơn thánh của Chúa. Linh mục và chức linh mục rất là cao quý. Đấy, nhưng mà con người linh mục cũng không thể vì thế mà bị giảm bớt những trách nhiệm về luân lý. Chúa Giêsu bảo rằng: ai đã cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, ai đã được trao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Chúng tôi vẫn bị Chúa đòi hỏi giống như bao nhiêu người khác, chẳng thiếu một cái gì cả. Những cái gì thuộc về con người linh mục vẫn là thuộc về một con người bình thường: tham, sân, si, đủ thứ, không thiếu cái gì. Tội của chúng tôi vẫn phải chịu. Sự yếu đuối nơi thân phận của con người, chúng tôi vẫn phải đối diện. Có người đã nói với chúng tôi rằng: mất nhiều thời gian mới đào tạo được một linh mục, thì lẽ ra Chúa phải cho vị linh mục đấy sống lâu một tí, khỏe mạnh một tí, để còn phục vụ cộng đoàn một cách hữu hiệu. Đằng này thì không phải như thế. Nhìn chỗ nào cũng thấy các linh mục đau yếu. Không chỉ đau yếu vì tuổi tác, mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng đau yếu nhiều lắm. Cho dù linh mục được chọn và được trao phó cho những ân huệ cao quý, đấy, nhưng về trách nhiệm của một con người thì vẫn phải chu toàn. Cho nên Thánh Giáo Hoàng Benedict, Ngài có nói rằng: là một tín hữu mang cái thập giá của mình đã là một sự vất vả và khó khăn, thì với tôi là một giáo hoàng lại còn khó khăn hơn biết mấy. Tôi chưa chu toàn cái ơn gọi của một người tín hữu, mà tôi còn phải chu toàn cái bổn phận của một vị giáo hoàng. Thế cho nên Ngài mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho Ngài. Năm 2013, khi mà Đức Giáo Hoàng Francisco được chọn làm người kế vị trên ngai tòa Thánh Phêrô, thì lời đầu tiên Ngài nói với tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô: anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi để Chúa ban phúc và chúc lành cho tôi. Nhờ đó tôi có thể chúc lành cho anh chị em. Chúa ban chức linh mục cho thế giới này để qua việc cử hành bí tích, Chúa ban ơn cho những người tin. Xin quý sơ và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục, không chỉ trong giáo phận Hà Nội mà các linh mục ở trên thế giới này, để chúng tôi luôn biết sống xứng đáng với ơn của Chúa và với vai trò được trao phó. Điều thứ hai mà Chúa Giêsu thực hiện trong bữa tiệc cuối cùng đó là lập bí tích thánh thể. Mỗi khi mà chúng ta trầu thánh thể, chúng ta lại suy niệm với nhau về bí tích thánh thể ở trên bàn thờ. Thiên Chúa trời đất này không chứa nổi, ấy vậy mà lại ẩn mình ở trong một tấm bánh rất nhỏ bé và đơn sơ. Chúng ta thích thì chúng ta đưa ra bàn thờ, chúng ta không thích, chúng ta lại để Chúa ở trong nhà tạm. Chúng ta thích thì chúng ta đến để chúng ta rước lấy, chúng ta không thích thì chúng ta ngoảnh mặt đi. Ấy vậy mà Chúa vẫn kiên trì chờ đợi. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế.
và qua bí tích thánh thể thì Chúa ở lại với chúng ta. Khi mà suy niệm về bí tích thánh thể, đặc biệt là về việc rước lễ của chúng ta, thì nhiều vị thánh đã thốt lên rằng: tại sao lại như thế? Không thể hiểu được. Một Thiên Chúa tốt lành vô cùng, thánh thiện vô cùng, mà lại ngự ở trong một con người đầy tội lỗi, yếu đuối và bất toàn. Ngay cả khi chúng ta tội lỗi, chúng ta rước lễ, Chúa vẫn chẳng phạt chúng ta. Ngay cả khi chúng ta rước lễ với một sự thiếu chuẩn bị, Chúa vẫn không phạt chúng ta. Ngay cả khi chúng ta rước lễ mà tâm hồn của mình còn để đâu đó, Chúa vẫn không phạt chúng ta. Nếu như là một Thiên Chúa được mặc khải trong Cựu Ước thì có lẽ chúng ta không thể đến gần được. Đấy, nhưng với Chúa Giêsu và đặc biệt qua bí tích thánh thể thì Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ cho con người chúng ta. Chúa không chỉ muốn ở với chúng ta mà Chúa còn muốn trở nên một phần thân thể của chúng ta, trở nên máu thịt của chúng ta. Một điều rất là đặc biệt. Vì thế mà chúng ta không chỉ tạ ơn tình thương của Chúa, chúng ta hãy siêng năng đến với bí tích thánh thể qua việc chiêm ngắm nhờ chầu thánh thể và đặc biệt là rước Chúa vào lòng chúng ta. Thực tế thì có những người rất là siêng năng đi lễ và rước lễ, nhưng cũng có những người thì lại không có hiểu được cái giá trị của việc rước lễ. Cho nên sau khi xưng tội có thể chỉ rước lễ có một lần, mặc dù những cái gì mà người đó xưng ra qua bí tích rửa tội thì nó chỉ là tội mọn thôi. Thế nhưng mà mình cũng chỉ rước một lần thôi. Ngược lại thì lại có những người rước lễ với một tâm hồn không được chuẩn bị. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta không chỉ siêng năng đi tham dự thánh lễ mà còn siêng năng rước lễ. Và cùng với việc siêng năng rước lễ thì mình hãy chuẩn bị từ nhà, chuẩn bị tâm hồn qua việc xưng tội và chuẩn bị trong chính thánh lễ. Sáng hôm nay khi mà đồng tế trong thánh lễ truyền dầu ở Phú Đa, tôi bị chia trí bởi mấy người phụ nữ trung niên ngồi ở ngay trước mặt, ăn mặc rất là đẹp, đeo những cái túi rất là đẹp. Đấy, nhưng mà từ đầu lễ đến cuối lễ chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi. Tôi bảo rằng, tôi nghĩ bụng bảo tại sao vậy? Bỏ thời gian, bỏ công việc đến nhà thờ để tham dự thánh lễ truyền dầu kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy, nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ ngồi nói chuyện thôi. Nói chuyện đủ thứ, lại còn lôi điện thoại ra để làm chuyện nọ chuyện kia. Tuy nhiên mà sau đó thì vẫn lên rước lễ như bao nhiêu người khác vậy. Đó là một điều rất đáng tiếc. Bí tích thánh thể được thực hiện ở trong chính thánh lễ. Và trong thánh lễ, Chúa Kitô hiện diện hay Chúa Kitô hiện tại hóa chính công cuộc cứu chuộc của Ngài để rồi ban ơn và sức sống cho chúng ta. Cái điều thứ ba mà Chúa Giêsu thực hiện ở trong bữa tiệc cuối cùng đó là rối ren yêu thương. Nhiều khi chúng ta gọi thánh lễ hôm nay gọi là thánh lễ rửa chân là bởi vì sau bài giảng thì có phần rửa chân. Nhưng rửa chân nó chỉ là một phần trong các cái phần mà Chúa Giêsu muốn để lại cho con người chúng ta. Khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ thì Ngài muốn làm gương cho họ về tinh thần phục vụ. Có một vị họa sĩ vẽ lại cái cảnh rửa chân rất là ý nghĩa. Chúa Giêsu cúi xuống, trên tay bê một cái chậu nước. Và khi mà Chúa Giêsu đến với Thánh Phêrô, chân của Thánh Phêrô đặt vào trong cái chậu nước. Và người họa sĩ đó vẽ cái khuôn mặt của Chúa Giêsu in ở trên cái mặt nước của cái chậu, nhòe ra khi chân Thánh Phêrô đặt vào chậu nước.
Một sự diễn tả rất là hay. Chúa hạ mình đến cái độ mà Phêrô đặt chân vào chính khuôn mặt của Chúa. Hạ mình trong vai trò của người phục vụ. Với người Do Thái ngày xưa thì việc rửa chân, rửa tay là việc của nô lệ. Chỉ có người nô lệ mới thực hiện cái điều này thôi. Cho nên Phêrô và các môn đệ cảm thấy ngỡ ngàng khi mà Chúa Giêsu mang chậu đổ nước vào rửa chân trong vai trò của một người nô lệ. Và ngay sau đó Chúa giải thích với họ: Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Rửa chân ở đây chính là hãy mang lấy cuộc sống của nhau, hãy mang lấy sự vất vả của nhau, hãy mang lấy những khó nhọc và nâng đỡ nhau trong cuộc đời này. Trong thực tế thì nhiều khi chúng ta quên mất cái giới răn này. Chúng ta hay để ý đến quyền lợi của mình, hay để ý đến quyền lợi của nhóm mình. Tại sao công việc này lại phải là của tôi? Tại sao công việc này lại phải là nhóm của tôi? Và từ đó mình đâm ra nhìn nhau, tị với nhau, để rồi quên mất cái việc phục vụ trong yêu thương. Tôi thường hay chia sẻ với những người tham gia các cái sinh hoạt hay phục vụ ở trong nhà xứ. Thấy việc tốt thì vơ lấy mà làm. Cái lời này đó là do một ông cụ từng là giáo lý viên, thừa tác viên thánh thể trước khi chết dặn dò người con của mình: thấy việc tốt thì vơ lấy mà làm, bởi vì sẽ đến lúc muốn làm mà làm không được. Thấy việc tốt đó là một cái việc không lương, không lậu, cần phải hy sinh thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc. Đây nhưng mà mình làm không phải là làm cho ai đó, mà làm cho chính mình. Cũng như lúc nãy tôi chia sẻ, cầu nguyện cho linh mục là cầu nguyện cho chính mình. Khi mà chúng ta tham gia phục vụ với những việc tốt trong giáo hội là chúng ta làm cho chính mình. Tại sao lại làm cho chính mình? Thưa là bởi vì chúng ta là những con người tội lỗi. Khi mà chúng ta đi xưng tội, tội của chúng ta được tha, nhưng hậu quả của tội thì chúng ta phải đền trả. Cho nên trong tháng 11, giáo hội mới nói với chúng ta rằng hãy xin lễ, đọc kinh cầu nguyện, làm việc bác ái chỉ cho các linh hồn. Để làm gì? Để nhờ những việc đó thì những hậu quả của tội mà người ta còn phải đền trả, chưa đền trả xong, được đền trả qua chính những việc đó. Như thế thì khi mà chúng ta làm những việc tốt trong sự hy sinh là chúng ta đang làm cho mình. Bởi vì làm như vậy, chúng ta đang đền bù cho những hậu quả của tội mà chúng ta gây ra khi chúng ta còn sống ở trần gian này. Mà hậu quả của tội thì nhiều lắm. Nếu mà chúng ta được Chúa soi sáng và ngồi suy gẫm một cách đầy đủ, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta để lại rất nhiều những hậu quả. Hậu quả trong tư tưởng, trong lời nói và trong hành động của chúng ta. Anh em hãy làm như Thầy đã làm cho anh em. Chúng ta làm theo gương của Chúa Kitô, chúng ta sẽ bước theo Chúa và chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho chính mình. Cùng với giáo hội, hôm nay chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, là những ngày quan trọng nhất trong cả năm phục vụ. Xin cho chúng ta biết đến để đón nhận ơn Thánh của Chúa qua những ngày quan trọng này, để nhờ ơn của Chúa chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trên dương thế này, không phải với một người đơn độc, không phải với một người mất niềm hy vọng, nhưng có Chúa đồng hành và có niềm hy vọng và tương lai đặt ở nơi Chúa mà chúng ta thể hiện trong đời sống đức tin của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng bước vào phần tiếp theo, làm lại cái nghi thức, cái cử chỉ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong chính bữa tiệc ly, đó là rửa chân.